Và ngày hôm nay, chủ đề của chúng ta là một cái chủ đề rất là thú vị. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu những cách dỗ dành của bạn trai dễ khiến cho bạn gái mình nguôi giận. Làm nũng, chọc cười bằng mấy câu ngớ ngẩn, nàng muốn gì thì chiều thế nấy. Ai, câu chuyện của ai vậy? Của em. Anh chàng nào mà gan nàng muốn gì mà chiều thế nấy vậy? Xin chào mọi người, mình là Việt Vân. Thì cái câu chuyện này là của mình. Thì cái này là một trong những cái cách mà em thấy là rất là ít người, tức là trong số những cái bạn trai đó giờ em quen á, thì cái người này là cái người mà biết cách để làm em ngu giận mau nhất. Ảnh mau là mấy ngày em? Liền luôn á anh. Liền luôn á hả? Hoặc là qua ngày hôm sau à. Tại vì ảnh hiểu tính em nên là bình thường khi mà cãi nhau á, ảnh không bao giờ lớn tiếng hết. Và rất là điềm đạm. Thì xong rồi khi mà đang cãi nhau rất là dữ dội, cái im lặng vậy, rồi em là chuẩn bị sắp khóc tới nơi rồi. Cái tự nhiên cái thấy ảnh lấy cái điện thoại ra. Cái ảnh search, mình tưởng là ảnh search cái bài gì đó buồn lắm hay là cái gì để cho mình nghe, để cho mình. Ai ngờ search bài Con Cò Bé Bé. Anh bạn trai này của em là hay chọc em ở những cái rất là ngớ ngẩn, rất là không có liên quan á, hiểu không? Tức là gây cho mình một cái bất ngờ á, để cho mình cười. Rồi cũng như thì rồi xong rồi có một hôm khác là cũng đi ấy, xong cũng cãi nhau luôn. Cái là anh nói là lần này anh lại sai à. Cái xong rồi em không nói gì hết, em chỉ có khóc thôi. Cái xong rồi cũng im lặng 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 lặng, xong chở em đến siêu thị. Cái đổ xe siêu thị xong rồi vô đó chắc là em khóc nên là em đói rồi. Thôi vô siêu thị đi, mình tìm gì đó để mình ăn. Bây giờ có hàng trái cây nè, bây giờ em thích ăn sầu riêng hay ăn chuối? Kỳ gắt nhờ. Tôi tưởng khóc là bị mất nước, thiếu nước rồi này nọ, mình phải đi uống nước chứ. Chứ tự nhiên đi mời ăn sầu riêng với ăn chuối. Ăn trái cây. Anh hiểu không? Tức là người yêu em chọc, gọi là làm em nguôi giận, đợi những cái tình tiết rất là ngớ ngẩn và không có liên quan. Nhưng mà là ảnh rất là hài hước. Đó, nên là anh biết cách để là em nguôi giận như là. Cuối cùng em chọn trái gì? Trời ơi, nước mắt phụ nữ đáng giá quá. Mỗi lần rơi nước mắt là mỗi lần tốn tiền. À. Ở đây hai các bạn thì như thế nào? Các bạn trai. Thực ra thì câu chuyện của bạn Việt Vân này thì cũng giống em hay năn nỉ bạn gái bằng cách đó là cách mà xàm á, làm mấy trò xàm không liên quan gì đó, nhưng mà thường là bị phản tác dụng, không bị giận gấp đôi lên không à. Thật ra là cũng tùy vào bạn gái đấy như thế nào nữa. Không, có thể gặp một số bạn. Chị nghĩ là tùy theo duyên của mỗi người đó, là em chưa đủ duyên đó. Em kém duyên đó chị. Thôi bây giờ Thành chia sẻ nè, Thành nói là khác nhau như thế nào? Thì tại vì cũng có thể gặp vào những bạn gái mà dễ tính chẳng hạn. Ví dụ như em, nếu mà mỗi lần giận á thì thường là bạn ấy dễ làm cho em dễ nguôi giận lắm. Đấy, nhất là trong khoảng thời gian mà đang yêu nhau. Còn nếu mà khi mà đã cảm thấy là chuẩn bị cắt cái mối quan hệ đấy là sẽ khác. Cách đơn giản lắm, chở đi ăn xong rồi đi dạo vòng vòng. Em là thích ăn vặt, thích đi dạo vòng vòng, nhưng mà tại vì em thấy sau mỗi lần đi chơi với nhau như thế thì mình sẽ tâm sự được nhiều thứ hơn, mình lại nói chuyện được nhiều thứ hơn và để hiểu nhau hơn. Nhưng mà thường ở đây các bạn nữ, mà các bạn nữ hay giận người yêu của mình là hay giận những cái việc như thế nào? Thanh Tú. Nhiều quá, không biết kể cái gì nữa. Không thì mỗi người một cái thôi. Thanh Tú, em hay giận người yêu mình vì lý do gì? Thật ra thì em thích thì em giận à. Quá trời. Em thích thì em giận hả? Đúng rồi, giận để có người dẫn mình đi ăn sushi. Tại vì mình biết là mình thích là thích ăn sushi. Cứ mỗi lần là em kiểu em giả điên á anh, em ngồi cái đầu. Đó, bắt đầu là em giận anh gì hả? Em giận anh gì hả? Nói không, em không muốn nói chuyện đâu. Đi ăn sushi nha. Đi. Là em hết giận. Không có lý do gì cũng làm không được cái đó luôn. Dạ, sao chương trình này chắc là nhiều người xe về Thanh Tú lắm. Con Nhã hay giận vì điều gì? Hình như vậy đúng rồi. Sao? Ít khi giận lắm hả? Thường thì ví dụ như mà hứa mà quên á là Nhã cực kỳ ghét. Đừng có bao giờ hứa gì hết, con hứa là Nhã nhớ dai lắm. Thì nếu mà quên thì Nhã sẽ giận. Bảo Bình nhớ dài lắm. Lúc Vân thì sao? Em hả? Em hay giận là nếu mà hay quên những cái ngày quan trọng á anh.
Em là hay có khi kiểu giả vờ giận để xem họ có quan tâm mình không. Vậy là chị giống em hai rồi đó. Người mà giả bộ giận mà chịu sao nổi. Phương Linh hả? Em như thế nào? Em nhiều khi là do người ta không tinh tế à. Nói một cái câu gì đó hay là hành động một cái gì đó mà nó hơi vô ý và vô tâm á, thì nó sẽ làm khi em giận thì em giận hay em im. Thấy em im là bầu không khí bắt đầu ngột ngạt là biết có gì sai rồi. Tự sẽ hỏi. Cái gì là đàn ông mà thiếu tinh tế là Linh sẽ giận còn trăm. Kiểu là không nghe em nói chuyện làm giận á. Kiểu nói nhiều quá mệt quá nhưng mà vẫn phải nghe á. Kiểu là em đã dốc hết tâm hết sức để kể cho nghe mà không nghe à. Kiểu vậy anh bảo. Anh cái gì là không quan tâm đến em đúng không? Không, ý là nghe nói chuyện thì không. Ý là phải tập trung. Rồi Misa ý em là sao Misa? Thì trường hợp của Misa chắc là cũng giống với Phương Linh á. Là do là cái bạn kia bà không tinh tế cho lắm. Nhưng mà hồi xưa là có một cái thời gian là Misa bị bệnh rất là nặng. Thì lúc đó là phải sử dụng cái thuốc kháng sinh. Thì lúc đó là trong người mà lúc nào nó cũng nóng nảy, lúc nào cũng bực dọc. Thì lúc đó là cái khoảng thời gian chắc là trong cuộc đời hay giận dỗi vô cớ nhất. Mà mỗi lần giận là nổi điên lên luôn á. Chứ không phải là giận mà im lặng hay là gì hết. Thì thời gian đó là dù như bạn kia bạn nói có câu nhỏ xíu hay gì đó là bắt đầu cũng làm ầm 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 lên hết rồi. Nhưng mà sau này thì cái tính đó kềm chế bớt rồi. Thuốc trong người nó cũng hết rồi cho nên là không có nổi điên nữa. Ủa người ta vô thuốc người ta phải thích cười hết. Quan bây giờ đặt ra một cái trường hợp là nếu như mà bạn gái mình bệnh, mình quan tâm sắp mình mua thuốc nhưng mua thuốc xong cũng sợ lắm đúng không? Không biết là bị giận lúc nào nữa. Nếu vậy đừng có mua kháng sinh lắm. Anh thở có cái thành phần đó trong đó. Cái thành phần nào trong đó hay không? Vâng, với là chị Phương. Chị thuộc người nhạy cảm. Cho nên là bất kỳ một cái gì nó nhỏ nhỏ nó sai sai là chị sẽ có một cái sự tủi thân ở trong đó. Chị hồi đó đi xem bói người ta nói một cơn gió thổi qua chị cũng nghe nữa. Tức là chị nhìn thấy rụng rời quá. Mấy cái hôm mà trời bão bùng là chắc thôi xong rồi đó. Tức là chị rất là cái giác quan của chị nó rất là mạnh. Tức là có một cái gì đó nó tín hiệu là lạ là chắc là chị cảm thấy không ổn rồi. Hoặc là những cái ngày quan trọng. Nó cũng là một cái tác nhân là chị thường hay dễ tự ái. Bởi vì do là mình biết cái tính mình nhạy cảm cho nên là chị thường sẽ xếp lại đó để cố gắng bỏ qua nhưng mà bởi vì sau giờ nó cộng dồn thì nó mới thành chuyện lớn. Cái đó nguy hiểm hơn á. Em hay cãi nhau á, là mà cãi hoài á, có một chuyện á thường xuyên nhất á là ảnh hay mê bạn. À mê nhậu. Tội nhậu cũng là tội. Mê bạn, mê nhậu. Mê bạn kiểu cái kiểu nhậu vậy mê. Trên người mình. Đó là lúc nào cũng dành thời gian cho bạn á nhiều. Và nhiều khi đi chơi với em á giống như là cảm giác là em đi giống như là đi cho có đó. Xong đi tới khoảng 10 giờ cái đuổi mong đó đuổi em về nhà. Đuổi em về đúng không? Rồi để đi với bạn. Thì như vậy em rất là ghét. Ê, có cái trường hợp này không biết có nên giận hay không, là chẳng hạn như là bạn gái của mình mà hay đem đi so sánh với bạn gái người khác á. Cái đó là trai gái đều giận luôn á chị. Nói chung mà đừng có so sánh với ai khác, mà đặc biệt là với người con gái khác và người con trai khác. Nhưng mà chị thấy chị cũng hay, chị cũng nhịn luôn. Cười cười xong đợi đến chừng mà hai bạn kia chia tay á, bởi vì bạn này có người thứ ba nữa. Khen nữa đi anh. Rồi ghê quá, phụ nữ họ biết chờ đợi quá. Họ chờ đợi để mà họ được thỏa mãn cảm xúc riêng của họ. Hay quá chị Phương ơi. Bây giờ tay cho chị Phương đi. Sau cái phỏng vấn ngắn vừa rồi thấy được rằng là gì? Đàn ông thứ nhất là cần phải có sự tinh tế đúng không? Cần phải quan tâm tới phụ nữ nhiều hơn. Mà đôi khi là gặp những cô gái mà hay giận vu vơ thôi mặc kệ luôn, đừng quan tâm tới mình. Mà thà là giận xong rồi nói lý do giận mình biết mình sửa chứ mà như có vài mà giận cái im luôn không biết gì luôn á. Buồn giận đó là thể hiện sự tinh tế của mình đó. Lúc đúng không đó em thể hiện sự im lặng là để thể hiện là em đang giận người đó mà người ta im lặng người ta giận hiểu không? Em đang đỡ là biểu hiện em đang giận giống xong em bình thường là bị cái gì là phải cậy miệng em ra gì đó. Giống nhau, hai người giống nhau đó, hợp nhau trời ơi mặc đồ đôi luôn. Mình hợp nhau đến như vậy thế nhưng không phải là yêu. Hai người này mà quen nhau cái gì về nhà chắc là mỗi lần giận là nhà im lặng dữ. Phăng phát. Ê, nếu mà có về chung một nhà nhớ nói anh làm hàng xóm kế bên nha. Giọng hai đứa giận hoài hoài được im. Ủa có được biết là bao nhiêu từ không hay là gợi ý từ luôn nha. Chúng ta sẽ có 4 từ. Thấy chưa, mọi người vội vàng là thiệt thòi. Em trả lời trước khi em thiệt thòi. Trai trẻ ngày nay đi ha. Trai trẻ ngày nay gần đúng.
Rồi tới chị đó, đây sẵn rồi đó, không ăn được nữa thôi đó. Vẫn đúng mà, mọi người có hashtag mà. Có hashtag nữa mà. Có hashtag nữa. Có hashtag có 4 từ, đúng 2 từ trai trẻ rồi. À 5 từ. Quên, quên, 5 yêu từ. Yêu một trai trẻ hả? Trai trẻ gì đó. Trai trẻ gì đó à? Có chạy kịp không chị? Đói quá, không nghĩ ra kịp này. Trai trẻ là đồ ăn ngon. Trai trẻ là đồ ăn đâu. Sao dành đó cuối mà giờ không ra vậy? Tại vì cuối nó phải cẩn thận đó, biết thế tôi đoán vừa lúc đầu chứ xong. Bây giờ mọi người kiểu hy vọng về mình quá. Ủa chứ áp lực à, ai dành à, ai dành phần chị? Thực ra là cái chuyện mà mọi người hy vọng về Trang đó, đấy là do Trang nghĩ thôi. Đâu ai dành phần chị đâu chị. Trai trẻ. Để lóng tai nghe nè. Trai trẻ. Yêu là sẽ hạnh phúc. Tài sai 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 lỗ liền luôn đó. Thì bây giờ mình sẽ công bố cái chủ đề chính của ngày hôm nay của chúng ta. Mọi người đoán đúng được từ là trai trẻ, nhưng của chương trình của chúng ta sẽ là trai trẻ couple, à trai trẻ single hay couple. Rồi thôi khó nha. Cái này mà bảo mình đoán ra được thì cũng thôi nha. Ủa vậy nó liên quan gì tới hạnh phúc được bao lâu? Liên quan gì thế là sao? Thì đó người ta hashtag mình đưa ra đó thì người, liên quan đến mình. Người ta nói đó là single có nghĩa là đơn côi hay là nên có tự mình đã chỉ rồi, mình đã ping liên tục rồi, mình đã ping và liên tục cho Trang rồi. Không biết à, chơi trẻ là thường là đơn côi hay là nên có đôi. Không là chịu là nữa. Trai trẻ cũng phân vân dữ lắm hả anh hả? Ý là mấy anh trai trẻ cũng phân vân về cái vấn đề là bây giờ mình nên ế hay là mình nên có đúng người rồi, ta đúng có rồi, không đúng hả? Rồi đúng rồi. Cái đó mình nghĩ không chỉ là con trai đâu mà con gái cũng vậy đúng không? Anh có không có anh gái anh có suy nghĩ gì không? Phân vân không? Thật ra con gái bây giờ nha là rất là kiểu sấn sổ đó, nhưng mà không sấn chỉ sổ. Là chị sấn sổ tới đó chị. Tóm lại thế mà vừa nãy phải ra nói là sổ sàng không chịu, phải là sấn sổ. Không chịu từ sổ sàng. Thắng sẽ hỏi là các cô gái là theo các cô gái thì tại sao là bạn lại chọn cái chủ đề này? À theo mọi người thì tại sao em lại chọn cái chủ đề? Rồi sao? À là cái chủ đề đó là em chọn à? Đúng rồi. Em okay, chọn okay. Em biết là sau khi đó thì em sẽ giải thích là tại sao em lại chọn chủ đề này và cái hashtag này nó từng cái hashtag này tại sao em lại chọn. Em hiểu ý nó không? Vâng, nhưng mà đoạn này em đã được nói sâu chưa? Hay là em chỉ nói qua thôi? Em chỉ nói đơn giản thôi. Okay. Em giải thích đơn giản những cái hashtag tại sao em chọn. Đầu tiên em sẽ hỏi với cô gái, sau rồi em giải thích. Tại vì cô gái nãy giờ không hiểu rõ ràng. Ok, bắt đầu. Ok, theo. Thì theo mọi người thì theo mọi người vì sao em lại chọn cái đúng chủ đề rồi. Như vậy hả? Mọi người nghĩ vì sao em lại chọn ok được được bây giờ này đây là một chuyện thực tế chúng ta hãy nói theo ý chúng ta đừng okay. Để biên tập can thiệp quá nhiều anh okay. Khi chúng ta phải đi vào cái đường dây thôi ok anh phiu đó thì mọi người đã biết được cái chủ đề chính của chúng ta ngày hôm nay là gì rồi thì mọi người nghĩ vì sao Việt Thắng lại chọn cái chủ đề là như vậy tại vì anh thích luôn đi bởi vì đói 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 lắm rồi này. Sỗ sàng quá à? Chắc em chức miếng dầu cho em bớt rầu quá. Em thấy rầu quá trời rầu. Sao vậy? Thì nè, bây giờ Thắng là trai trẻ là đúng rồi đó. Là Thắng cũng đang cái con đường là bắt đầu sự nghiệp của mình. Đúng. Đúng không? Thì Thắng sẽ lăn tăn là có nên yêu ngay lúc này hay không. Đúng rồi. Với lại là Thắng cũng đang là một ca sĩ nữa. Làm trong ngành giải trí thì cũng sẽ lăn tăn được cái việc là có nên có người yêu hay là có nên công khai hay không. Cũng là một ý hợp lý. Ý kiến rất hợp lý. Em thì em không hiểu tại sao nha, em thấy mắc cười á. Cười đen. Mình kiểu em luôn thấy mọi con trai sẽ nói là anh không thể yêu được bởi anh lăn lo cho sự nghiệp của anh. Ủa em làm gì anh không có sự nghiệp của anh mà anh lo dữ vậy? Đúng không? Không cũng có em. Tại vì nó phải có, tức là khi mà mình có tình yêu thì con gái lúc nào cũng đòi hỏi rất là nhiều. Yeah. Đúng không? Thì người chàng trai đó phải không. Bỏ ra cái thời gian. Đấy là con gái khác chứ em cũng đòi hỏi. Nhưng mà chàng ơi em tém lại xem chị. Em cũng đòi hỏi chị. Chị sức miếng dầu cho nó trúng gió là em thấy chị trúng gió rồi. Chị trúng gió rồi, chị trúng gió rồi, chị trúng gió rồi chị ơi. Ý của mình là vậy nè. Nếu như đã xác định tập trung vào sự nghiệp, ok, vậy thì đừng có bàn tới chuyện yêu nữa. Tập trung vào sự nghiệp đi. Chứ đừng có gọi là đừng có vờn người khác.
đừng có lấy là... tình cảm người ta ra để làm đùa giỡn, bởi sao nó sẽ rất mắc cười. Em hơi bị căng thẳng, người ta có nói người ta vừa rõ ràng, không muốn rõ ràng. Đó, em không có nói anh là em đang nói về cái nhưng mà đang phân về anh gì mà em nói sẽ nói bóng hơi gió đi sao anh lại sức dầu gió để nói bóng hơi gió đi đâu anh chai dầu của em đâu người ta nói cái đó người ta bờn ai đâu rồi em xin lỗi anh. Phân tích chung là bây giờ là nếu mà yêu á thì phải chăm lo cho người yêu của mình đúng không, nó cũng phải mất khoảng thời gian là về cả tinh thần lẫn vật chất đúng không. Em nghĩ cái cuộc thi rồi sáng vẫn chưa có nguôi ngoai được cái cơn hận thù nên vẫn còn cái sự đá xéo trong này cho nên nói bóng nói gió thôi em. Nói bóng nói gió đó. Nên em nghĩ tại sao mà anh lại đưa ra chủ đề này thì chắc là tâm trạng của anh nó đang cũng đang thắc mắc vậy, thì chắc anh cũng tới chia sẻ đi nhanh lên chúng mình còn ăn nào, các chị em cùng đóng góp ý kiến gì đó đúng không, cùng nhau chia sẻ đúng không. Dạ. Đúng rồi, thì anh đem tới đây thì anh phải đem ra đi để tụi em biết đường, còn biết đàn ông suy nghĩ gì chứ. Chắc là em mà mời lại đây để giải mã, nhưng mà là để anh tự nói. Đúng rồi. Mình phải giải mã. Ôi vậy là mình mời phải ngồi giải mã hả? Ôi dạ, thế thì trước tiên chúng ta nhìn thấy cái độ tuổi này, cái hashtag này thì mọi người đã đoán rất là đúng. Thì mình muốn cái hashtag này là từ độ tuổi từ 20 đến 35 tuổi. Đó là cái độ tuổi mà mình mong muốn, và mình nghĩ là cái độ tuổi này là cái độ tuổi mình cũng giống như Nam Anh vậy đó. Mình nghĩ nó là cái khoảng thời gian mà mình có nhiều cái sức khỏe cũng như là cái nhiệt huyết nhất trong cái độ tuổi này để mình có thể làm được một cái gì đó. Đó là cái độ tuổi mọi người đã đoán rất là đúng. Đến với cái hashtag thứ hai, ế là xu thế. Thì mình nghĩ đây là một cái xu thế rất là các bạn trẻ hiện nay.